Chào mừng các bạn đã quay trở lại với shop công nghệ alo.vn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao mà tìm kiếm được một sản phẩm ở trên website alo.vn. Thì dành cho những bạn nào chưa biết thì alo.vn là một website chuyên cung cấp về máy tính, laptop, máy in và link phụ kiện về lẫn máy tính, laptop và máy in. Ngoài ra thì có rất là nhiều những đồ công nghệ khác. Ví dụ bạn muốn tìm một sản phẩm ở trên alo.vn, ví dụ mình tìm là bàn phím HP9470 đi, thì mình sẽ gõ trực tiếp ở trên tất cả danh mục là 9470. Ở đây nó ra những sản phẩm mà liên quan đến laptop HP9470 của bạn. Ví dụ mình tìm là bàn phím thì mình sẽ chọn là ở đây là bàn phím, giá là 330.000, dùng cho mã thương hiệu là ktviet.vn, tức là shop này là người giao bán, địa chỉ ở tại số 38 Đường Dương Khuê và số điện thoại của người giao bán. Thì ở đây khi mà bạn đã tìm thấy phù hợp về giá tiền hoặc là chính xác về bàn phím mà bạn cần thì bạn có thể là gọi trực tiếp cho người giao bán là số điện thoại đây, hoặc là bạn có thể kích vào mua ngay. Thì ở đây bạn chỉ việc kích đặt hàng và gửi đơn hàng thì bên mình sẽ nhận được đơn hàng của bạn và sẽ có người liên hệ lại trực tiếp chọn lại cho bạn. Thì hiện tại bên mình có hai website chính thức là alo.vn và alo.com.vn với hai tên miền. Thì bên website này cũng vậy, tất cả đều đồng bộ sản phẩm của hai bên. Bạn có thể tìm kiếm ở cả hai website hoặc có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại đây. Chẳng hạn đó, thì bên mình sẽ nhận được thông báo và sẽ phản hồi trực tiếp lại ngay cho bạn, hoặc bạn có thể trực tiếp lên fanpage của Facebook với tên là shop công nghệ alo.vn. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp về page này hoặc là gọi trực tiếp đến hotline của bên mình với số điện thoại. Cảm ơn các bạn.